Đôi khi thật khó để tìm được một người bạn thân nhất. Vì vậy tôi ở đây. Thật là một bất ngờ thú vị. Các cậu có cảm nhận được không? Trong vài giờ nữa chúng mình sẽ đến bãi biển. Mọi người có mang theo đồ bơi không? Và một ít nước cho chuyến đi. Chào đã, vậy chúng ta sẽ không ngồi ở phía trước cùng nhau à? Xin lỗi, nhưng anh ấy là bạn trai của mình. Bạn sẽ không bao giờ nghe bất cứ điều gì như vậy từ người bạn thân nhất của bạn. Thế là tớ sẽ ngồi ở phía sau à? Được rồi anh yêu, anh ngồi ở phía sau nha. Được rồi, hoàn hảo. Đi nào. Rất tiếc, có vẻ như chúng ta đã quên mất ai đó. Một kỳ nghỉ ở bãi biển luôn là một ý tưởng hay. Và nếu bạn có bạn ở đó, đó là điều tuyệt vời nhất. Hôm nay trời nóng kinh khủng. Cậu có thể bôi kem chống nắng lên lưng tớ không? Tất nhiên rồi. Kem chống nắng này tuyệt quá, cậu mua nó ở đâu vậy? Bạn cũng có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của bạn thân. Nhưng bạn phải chuẩn bị tinh thần cho một số kết quả bất thường. Này cưng, da ngâm đẹp đấy. Cậu đã sử dụng loại kem chống nắng nào vậy? Tình bạn thật sự là khi hiểu nhau ngay lập tức. Cầm cà phê hộ tớ. Bỏ nó đi à? Ừ, chắc chắn rồi. Cảm ơn nha. Đưa lại cho tớ. Gì cơ, cà phê của tớ. Tớ tưởng đó là một cái cốc rỗng. Xin lỗi nha. Tình bạn được bạn trai kiểm nghiệm. Chỉ cần tưởng tượng hai bạn đang đi dạo và đột nhiên anh ấy xuất hiện. Ôi trời, anh ấy đẹp trai quá. Cậu cần phải có anh ấy. Không, cậu tốt hơn. Anh ấy là của cậu mà. Không, tớ biết hai người các cậu đã là cặp đôi hoàn hảo. Không thể nào. Hoặc là cậu tự đi gặp anh ấy, hoặc chúng ta sẽ đi tiếp. Đoán là không ai có được anh ta. Và đây là những gì sẽ xảy ra khi những người bạn thân nhất tham gia. Cái đẹp ư, mục tiêu đã được xác định. Anh ấy là của tớ. Bước qua sát tớ đi. Ồ, tất nhiên rồi. Sẵn sàng, chuẩn bị, đi thôi. Đây là một cuộc chiến và tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh. Này, nhìn kia, có một đợt giảm giá rất lớn. Ở đâu? Ồ, đồ dối trá, quay lại đây. Đây là gì? Ngày tận thế của thây ma à? Tốt hơn hết mình nên ra khỏi đây. Đi dạo với bạn của bạn thật đặc biệt. Xin đi, đi ra. Xin lỗi, tớ bị quản thúc, không thể ra ngoài hôm nay. Ô, thật là buồn. Thôi, đợi tớ ở đó, hẹn gặp lại sau nha. Nhưng bạn thân không dễ dàng bỏ cuộc. Này bạn, tớ phải gọi cho cậu bao nhiêu lần nữa, đi xuống đi. Quản thúc tại gia ư? Ôi trời, nhưng vẫn còn hy vọng. Quản thúc tại gia là khi cậu không được phép ra khỏi nhà. Nhưng không có ai nói gì về tớ. Lấy hết tất cả quần áo của cậu ra và buộc chúng lại với nhau. Giữ chặt nha, tớ sắp tới rồi. Yeah, chúng ta đã trở lại bên nhau. Tình bạn chân chính là tha thứ cho cô ấy vì đã đến một bữa tiệc trong trang phục giống bạn. Miễn là chúng ta đang vui vẻ. Đi nào. Nếu bạn muốn nổi tiếng trên Instagram, bạn không thể để người theo dõi chờ đợi lâu. Vị trí này là hoàn hảo cho những bức ảnh mới. Vì vậy, hãy đến gần mặt nước hơn, nghiêng đầu, hóp bụng vào. Đó là một bức ảnh tuyệt vời. Và đây là cách những người bạn thân nhất thực hiện buổi chụp ảnh. Đi xuống nước và ngồi xuống. 1, 2, 3. Chú chim tới đây, vịt nước. Bây giờ cậu có thể chụp ảnh. Cảnh quay sẽ rất tuyệt. Này cậu, bây giờ quần đùi của tớ ướt hết rồi, đồ quái vật. Một cuộc trò chuyện là phần quan trọng của một mối quan hệ. Ơ, bạn mình đang gọi. Xin lỗi cưng, tớ đang hẹn hò, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Nào, bạn đã nói gì vậy? Nhưng đây là bạn thân nhất đang gọi. Và ảnh cuộc gọi của cô ấy. Này, ơ, vâng, thật tuyệt. Khi nhìn thấy thỏi son đó, tớ nghĩ ngay đến cậu. Đi đến bãi biển hả? Tất nhiên tớ rất thích. Cô gái
gái này nói chuyện điện thoại bao nhiêu nữa vậy? Mình sẽ ra khỏi đây. Có vẻ như Cindy không nhận thấy Michael không vui. Tớ đã ăn một món salad rất ngon hôm nay, cậu nên thử nó đi. Thay đổi hình ảnh không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Chà, một kiểu tóc mới. Trông cậu thật tuyệt, siêu ngầu. Có lẽ tớ nên làm kiểu giống như vậy. Và chỉ người bạn thân nhất của bạn mới cho bạn biết sự thật. Trông kinh chưa kìa. Cậu đã làm gì với chính mình vậy? Đây là một cơn ác mộng. Cậu trông giống như hàng xóm của tớ. Và bà ấy 85 tuổi rồi. Cậu không cần phải tạo phốt đâu, tớ thích nó. Cái này ư, cậu thích nó? Cậu đang đùa tớ đó hả? Phải, tớ luôn muốn tóc ngắn. Cậu đã bao giờ muốn có một chiếc áo như thế này chưa? Cậu điên rồi. Thôi nào, tớ chỉ nói rằng cậu là người phải sống như thế này. Sau một cơn bão luôn có cầu vồng, nhưng chia tay vẫn khó khăn. Bạn cần tâm sự với bạn của mình ngay lập tức. Cậu có thể tưởng tượng không? Ý tớ là sao cơ? Không thể nói chuyện ngay bây giờ. Này, ai cũng có thể làm điều đó, ngoại trừ người bạn thân nhất của bạn. Thế nên đó là nơi mà thế giới của sự chơi bẩn đang ẩn náu. Chúng ta sẽ cho anh ta một bài học. Tớ sẽ bắt anh ta trả giá vì đã làm tổn thương người tớ yêu thích. Chúng ta sẽ quấn giấy vệ sinh khắp nơi này. Cầm lấy. Quá nguy hiểm. Hãy ra khỏi đây mau. Đó là Cindy, đồ ngu ngốc. Ai lại không thích đi ngủ cùng bạn bè chứ? Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Cậu nhường tớ giường của cậu ư? Tất nhiên, cậu là khách của tớ mà. Cậu sẽ ngủ ở đâu? Tớ ngủ ở trên sàn ổn mà. Nhưng bạn thân không có kiểu trò chuyện như vậy. Này, cậu đang làm gì ở đây? Ra chỗ khác đi. Ai có chỗ của người nấy rồi mà. Và đừng cố tranh luận. Không đâu, tớ chỉ đợi cho đến khi cậu ngủ và tớ sẽ cẩn thận đẩy cậu xuống sàn. Mơ đẹp nha. Hôm nay có người sẽ dự tiệc. Ô, bạn yêu, chào cưng, chúc mừng sinh nhật cậu. Hãy cầm kẹo và đủ sâm banh này làm quà nha. Ngạc nhiên quá. Đó là điều mà người bạn thân nhất của bạn sẽ hét lên. Quà của cậu chính là tớ. Và đó không phải là tất cả. Chàng trai đáng yêu này sẽ nhảy nhót vì cậu đêm nay. Tớ đã luôn mơ về một bữa tiệc như thế này. Cảm ơn cậu. Chà, bạn bè là thế, hãy tận hưởng đi. Hôm nay là ngày của bạn mà. Tình bạn thật tuyệt vời. Nhưng bữa trưa quan trọng hơn. Một chiếc bánh mì kẹp xúc xích và phô mát thật sự là một món ngon. Và bạn của bạn đã ở đây. Cái đó thơm đấy. Cậu có muốn chia sẻ không? Chà, chắc chắn rồi. Tớ sẽ cắt chúng mỏng hơn. Cứ tự nhiên. Cảm ơn nha. Cậu thật sự là một đầu bếp hàng đầu. Tớ thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy những lá cắt mỏng như vậy, ngay cả trong các nhà hàng. Khi bạn bị ốm, chỉ FaceTime với bạn thân mới có thể giúp bạn vui lên được. Chào, nghe này, tớ hơi ốm. Một chút, nghe có vẻ đáng ngờ. Cậu không thể truyền virus qua FaceTime phải không? Được rồi, hãy gọi cho tớ khi cậu khỏe hơn. Nhưng không có virus nào có thể ngăn cản được người bạn thân nhất của bạn. Không không, cậu không thể hôn tớ, tớ đang truyền nhiễm đấy. Đừng mà, làm ơn. Tớ mang theo một ít trái cây và một vài câu chuyện phím. Được rồi, tớ đã cảnh cáo cậu rồi. Tuy nhiên sẽ vui hơn khi cùng nhau ốm. Ít nhất các bạn có thể có một cuộc thi thổi mũi. Tớ nghĩ chúng ta sẽ phá kỷ lục thế giới. Nếu có điều gì đó mà các cô gái này thích hơn là mua sắm và nói chuyện điện thoại thì đó chính là bánh ngọt. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Nó ngon quá, cậu có muốn thử không? Thật là khó xử khi ăn phải thứ đã bị ai đó cắn, ngay cả khi đó là một người bạn. Không, tớ nghĩ là không. Bạn thân nhất của bạn sẽ phản ứng thế nào với một chiếc bánh nhanh như chớp? Không cần hỏi lại lần thứ hai. Ngon quá. Cậu có muốn một miếng không? Những người bạn thân không tranh cãi về việc ăn uống sau nhau. Chúng ta thật sự là chị em. Chúng ta có thể bị sâu răng, nhưng nó chắc chắn đáng giá. Vâng. Những tình huống này có quen thuộc hay không? Bạn có ai đó mà bạn chắc chắn có thể gọi là bạn thân của mình không? Viết cho chúng mình dưới phần bình luận nha. Bạn có thích video này không? Hãy ấn nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những tình huống mới nhất trên kênh Trung Trâm Select nha.